Gia chủ cẩn thận tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi nếu đặt 6 thứ này trên đầu giường. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, phong thủy học cho rằng phòng ngủ đặc biệt có ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và vận may của người cư ngụ trong đó. Bởi vì nó là nơi để người ta nghỉ ngơi, thư giãn và lấy lại cái tinh thần sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Phòng ngủ lại là chốn riêng tư, là nơi con người được sống thật với cái bản chất của chính mình, không phải gồng lên để thể hiện hay là ngụy trang, cũng không phải ý tứ với thiên hạ. Trong phòng ngủ thì cái vị trí của giường ngủ đóng vai trò quyết định đến cái vận may của gia chủ. Và cũng theo các chuyên gia phong thủy ấy, thì một số cái đồ vật đặt ở đầu giường sẽ phạm phong thủy xấu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là mang lại cái vận xui cho cả gia đình. Đó là những đồ vật gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Đồ vật cấm kỵ đặt trên đầu giường để gia chủ tránh phạm những cái lối phong thủy. Thứ nhất là thiết bị điện hoặc là túi sách, báo. Bất kỳ cái thiết bị điện nào cũng nên đặt cách xa cái giường ngủ. Một số thiết bị tuy cái thể tích nó nhỏ nhưng cái lượng bức xạ của nó thì lại không thể coi nhẹ được. Ví dụ như là đài này, bộ sạc điện thoại di động này, đèn diệt muỗi nhỏ này vân vân. Nếu như bạn thật sự cần chúng thì hãy nhớ tốt nhất là đặt chúng ở cái góc tường cách xa cái giường ngủ. Cái ổ điện ấy cũng phải cách xa cái giường ít nhất là khoảng 1 đến 2 mét. Nếu không, khi cắm điện, bức xạ lớn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Nhiều người có thói quen là cứ đến phòng ngủ ấy, thì quăng túi sách lên cái giường ngủ. Tuy nhiên thì ít ai biết rằng cái túi sách, túi ví hoặc cái bóp là những cái đồ vật không nên để ở trên giường. Những đồ vật này thì rất là bụi bặm. Khi để trên giường nó sẽ vấy bẩn cái giường ngủ của chúng ta. Mà trong phong thủy thì những thứ mà bị bụi bẩn bám vào thường làm mất vệ sinh, mất đi cái sinh khí, không mang lại cái may mắn cho gia chủ. Do đó hãy tìm nơi để cất giữ cái túi sách hoặc là ví, có thể là các bạn treo lên, nhưng tuyệt đối không được đặt ở trên giường ngủ. Sách báo cũng là thứ quá quen thuộc, chắc không ai nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng, gây ra cái hậu quả không tốt cho giấc ngủ. Nhưng có một sự thật là khi não bộ chúng ta hoạt động quá nhiều về đêm, tức là đọc sách báo nhiều hoặc xem TV hoặc là xem điện thoại, thì về sau các bạn sẽ rất khó để đi vào cái giấc ngủ. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ. Thứ hai là gương soi. Phòng ngủ vốn là cái khu vực riêng tư dùng để nghỉ ngơi và phục hồi lại cái tinh thần cũng như là cái sức khỏe của gia chủ. Ở trong đó, chiếc giường ngủ là vật dụng chính để giúp cho gì chúng ta yên giấc sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng có rất nhiều người chăm chút đến cả cái vẻ mỹ quan, thậm chí là gì tạo những cái điểm nhấn đặc biệt ở cho cái phòng ngủ này. Bên cạnh đó thì dù vì lý do gì, tiện lợi hay là sinh hoạt, hay để trang trí, hay để làm đẹp cho cái không gian, thì các bạn cũng nên tránh gắn gương hay bất cứ thứ gì bằng pha lê hoặc là bằng thủy tinh lên đầu giường ngủ. Bởi vì những cái vật này thì đều nó thuộc tính hàn, không có lợi để ở gần cái nơi mà nghỉ ngơi. Ngoài ra nếu ở đầu giường có gương hay là pha lê sẽ phản chiếu cái hình ảnh của người trên giường ngủ. Nó không những khiến cho bạn luôn bất an, dễ bị giật mình mà còn khiến giấc ngủ không được an định, dẫn đến là ban ngày tinh thần uể oải, về lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả tâm lý cũng như là sức khỏe của gia chủ. Thứ ba là dao kéo và những cái vật dụng sắc nhọn thì không nên để trên giường. Những vật sắc nhọn thường mang theo những cái tà khí, những sát khí, ẩn chứa những cái điều chết chóc, tang thương, không thích hợp để trên đầu giường. Nhiều chuyên gia phong thủy cũng cho rằng dao, kiếm thường mang theo mình cái sát khí rất là nặng. Nên nếu mà để ở đầu giường ấy, thì các bạn có thể bị nặng đầu, chóng mặt và gây ra những cái giấc mộng, ác mộng khi ngủ. Điều đó ảnh hưởng đến rất nhiều tới cái giao tiếp của bạn ở trong xã hội. Tâm lý thì cũng không được vui vẻ, thoải mái vì luôn bị ám ảnh những cái thứ chắc nhọn như là dao kéo đó. Thứ tư là tượng thần Phật hay là búp bê. Từ góc độ tín ngưỡng và sự tôn kính lễ giáo thì đặt thần tượng hoặc là đặt Phật ở đầu giường ngủ cũng là một điều kiêng kỵ. Bên cạnh đó thì phong thủy học cũng nhấn mạnh rằng đặt những thứ này ở đầu giường đó được coi là cất giấu tài lộc, cất giấu may mắn, khiến cho công danh sự nghiệp của bạn luôn ở cái mức trung bình và khó có thể thăng tiến lên được. Theo truyền thuyết U Châu cổ thì búp bê là cái hiện thân của những bé gái xấu số, thế nên con búp bê thường được ẩn chứa những cái điều không may mắn. Để búp bê trên đầu giường khiến người ta liên tưởng tới những cái điều kinh dị, khiến cho giấc ngủ của chúng ta không thể đi vào chiều sâu được. Nếu mà nửa đêm tỉnh dậy thấy búp bê nó lởn vởn thì sẽ không thể nào an giấc được, từ đó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của gia chủ. Thứ năm là di ảnh của người quá cố. Theo phong thủy học thì không nên để di ảnh của người đã mất trên đầu giường. Dù bạn có thương tiếc người ấy rất nhiều đi chăng nữa, đặt di ảnh của người quá cố
khi mà ngủ trong cái bóng đêm lờ mờ, khi mà nhìn thấy ấy, thì thường gây ra cảm giác sợ hãi. Nhiều người yếu bóng vía sẽ hay mơ và hay bị bóng đè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Hơn nữa, cái giường ngủ không phải là cái nơi thanh tịnh, không hợp với việc thờ cúng thiêng liêng. Vậy nên là phải có ban thờ hợp với phong thủy để thờ phụng, yên tĩnh thì hợp lý hơn. Thứ sáu là chậu cây xanh. Cây xanh có thể giúp làm sạch không khí trong phòng. Tuy nhiên, khi về đêm ấy, thì nó sẽ thải ra khí CO2, tức là khí carbonic độc hại ấy, và hút lại cái khí oxy. Khi mà đặt chúng ở đầu giường ấy, thì mọi người sẽ bị khó thở và gì không ngủ yên, thiếu oxy nên cơ thể sẽ mệt mỏi dai dẳng. Không những thế, nhiều vi khuẩn hay là nấm mốc hoặc là bị sâu bọ nó ẩn nấp trong cái cây xanh có thể khiến cho gia chủ dễ bị nhiễm bệnh về cái đường hô hấp hoặc là bị dị ứng. Quý vị thân mến, một cái giấc ngủ ngon không chỉ được quyết định bởi một cái không gian mà nó còn phải hợp với phong thủy. Khi mà gia chủ kê hoặc là xếp giường ngủ thuận phong thủy thì không những chất lượng cái giấc ngủ nó được đảm bảo, nó được cải thiện mà tài vận của gia chủ cũng trở nên thịnh vượng. Cái sức khỏe thì dồi dào và gia đình thì thịnh vượng. Do đó, nếu không muốn bệnh tật, nghèo khó, quý vị cần phải cấm kỵ những cái lỗi phong thủy khi mà kê giường ngủ như sau. Một, đầu giường ngủ kiêng để xà ngang nó chèn ép vào. Nếu mà giường ngủ kê trong phòng mà ngay dưới cái giường ngang nó chèn vào ấy, thì có cảm giác bị đè nén. Đây gọi là hung hình giường ngang, là nó nằm bất kỳ trên cái nơi nào của giường thì đều ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu giường ngang mà vắt qua đầu giường thì sẽ làm bạn luôn cảm thấy nhức đầu, đồng thời cái tính tình cũng trở nên ngày một khô khan. Cần phải chuyển giường sang cái vị trí khác mà không có giường ngang chạy qua, hoặc là làm trần giả che lấp cái giường ngang nó đi. Hai, đầu giường kiêng hướng thẳng vào cái cửa phòng. Trong trường hợp ấy, bạn nên kê cái giường ra chỗ khác để tránh cái đầu giường nó hướng thẳng vào cái cửa phòng. Nếu không thể xê dịch được cái giường ấy thì có thể đặt một cái tấm bình phong ở giữa cửa với đầu giường để ngăn cách. Đầu giường hướng thẳng ra cửa phòng thuộc loại hung khí xung, dễ gây mất ngủ, tinh thần thì hay bị hoảng hốt. Đồng thời, nó cũng làm giảm trí nhớ, dễ bị phạm sai lầm, không phân biệt được rõ đúng sai vân vân. Chuyển đầu giường ra chỗ khác, tốt nhất là đầu giường nên kê lệch một góc so với cửa của phòng ngủ và tránh đối diện với cửa. Nắng chiếu vào đầu giường hoặc để đầu giường có nguồn ánh sáng mạnh nó chiếu vào ấy, cũng gọi là hung quang. Đầu giường bị nắng chiếu vào thường gây cho bạn cái hay có kỉnh, nóng nảy. Các nguồn sáng mạnh khác chiếu vào đầu giường thì có ảnh hưởng không tốt tới cái số đào hoa của bạn. Nếu không thể chuyển ra vị trí khác thì các bạn nên dán cái giấy bóng kính phản quang hoặc là dán giấy tối màu, sau đó thì mắc rèm hoặc là che nắng ở đầu giường. Thứ ba là đầu giường kỵ quay về hướng tây, thì chắc chắn đa số chúng ta ít mắc phải cái lỗi phong thủy này, vì người ta vốn xem hướng tây là hướng mà nó người đã khuất về nơi tây phương cực lạc. Đây là cái khía cạnh tâm linh mà dân gian từ xưa đến nay để lại. Còn về mặt phong thủy ấy, thì cũng rất là bất lợi cho sức khỏe của con người. Do trái đất quay từ tây sang đông nên là nếu mà đầu giường mà hướng về cái phía tây ấy, thì cái huyết dịch nơi đỉnh đầu thường dễ bị xung, khó ngủ và dễ mắc các bệnh về gì vấn đề về sức khỏe đó. Thứ tư là kiêng kỵ đầu giường chiếu thẳng vào cái nhà vệ sinh. Nếu nhà vệ sinh mà hướng thẳng vào cái đầu giường thì bạn đã phạm một cái hung vị, do nhà vệ sinh luôn tỏa ra cái mùi xú uế và tiếng nước dội rửa làm cho bạn khó ngủ và làm cho tinh thần của bạn luôn căng thẳng, nên chuyển vị trí đầu giường ngược lại, đồng thời luôn chú ý đóng cửa cái nhà vệ sinh và làm cái quạt thông gió để giảm cái mùi ở trong nhà vệ sinh. Thứ năm, đầu giường kỵ để chống không. Thứ nhất là giường ngủ không nên đặt ngay ở giữa phòng ngủ, bởi như vậy thì bốn mặt của chiếc giường thì đều là một khoảng trống, khiến cho con người có cảm giác trông chênh, bất an, thiếu điểm tựa, và khi ngủ sẽ không có cảm giác được an toàn và ngủ sẽ không ngon giấc, dễ bị giật mình. Tốt nhất giường ngủ nên có hai mặt kê gần tường, hoặc ít nhất là gì đầu giường phải có điểm tựa, phải tựa vào một cái vách tường hoặc là một cái gì điểm tựa vững chãi. Ngoài ra, cái nơi dễ tàng phong tụ khí nhất trong cái phòng ngủ chính là gì, chính là góc của phòng, rất thích hợp để kê giường, giúp ích cho vận thế của chủ nhân. Nếu không thể kê đầu giường ở sát tường thì các bạn có thể thiết kế ra một cái giá sách để hóa giải cái cảm giác trống rỗng. Nhưng cũng nhớ là trên kệ sách phải gọn gàng sạch sẽ, không được đặt cái đồ đạc lung tung trên đó. Thứ sáu, đầu và đuôi giường kỵ sát cửa sổ. Cửa sổ là nơi để khí lưu thông trực tiếp vào trong phòng. Ở trong đó có cả những cái trường khí tốt lẫn trường khí xấu. Nếu đầu và đuôi giường đặt ở quá gần cửa sổ sẽ bất lợi cho cái giấc ngủ và cái vận thế của chủ nhân. Con người nghỉ ngơi dễ bị căng thẳng thần kinh, khó ngủ và dễ gặp cái ác mộng. Nếu phạm phải cái lỗi phong thủy này mà không thể di chuyển cái giường ngủ ấy, thì các bạn cần làm rèm để hóa giải. Thứ bảy là đầu giường chiếu thẳng vào gương. Trong phong thủy học, gương dùng để ngăn chặn cái sát khí, có tác dụng phản xạ cái sát khí xông thẳng vào nhà.
Cho nên gương dù không phải là gương bắt quái hay là gương lõm thì cũng không nên chiếu thẳng vào mình, nhất là không thể chiếu thẳng vào đầu giường của mình. Bởi vì ấy, cái bản chất của gương chính là cái chuyển động, đánh mất đi cái sự yên tĩnh cho cái không gian nghỉ ngơi của bạn. Thứ 8 là giường ngủ kiêng kê sát vào bếp. Bếp đun là nơi sinh hoạt, nấu nướng thức ăn rất nóng bức, vì thế không được kê sát với cái giường ngủ. Giường ngủ kê sát bếp đun và có tường ngăn cách thì cũng không nên. Cách hóa giải đó là dịch chuyển cái giường ngủ sang một chỗ khác trong phòng. Làm như thế thì có thể hóa giải được những cái tai họa nó chuẩn bị ập đến với gia chủ. Thứ 9 là gì? Gầm giường không nên chứa cái đồ đạc lộn xộn. Thì gầm giường vốn dĩ là cái nơi mà khí nó tối tăm. Nếu mà chúng ta để quá nhiều cái đồ đạc linh tinh thì dễ sinh ra những nấm mốc, những vi khuẩn. Và bên cạnh đó thì nó có thể ngăn cản cái việc quét dọn hàng ngày, tạo ra những cái góc chết vệ sinh rất là khó. Trong cuộc sống có rất nhiều người không hiểu rằng cái việc ngăn nắp ấy, sạch sẽ cũng mang lại cái tài vận cho gia chủ. Thật ra ai cũng biết những người mà lộn xộn thì không thể làm nên việc lớn. Vì thế việc dọn dẹp vệ sinh cái môi trường xung quanh sẽ mang lại cho các bạn một cái tâm trạng tốt, và vận may ắt sẽ tự nhiên đến với các bạn.